về thần xưa hằng ổ cứng HDD đến từ thương hiệu Sony, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Hiện tại thì em có tới 3 màu, có 3 sự lựa chọn. Một bộ là màu hồng, một bộ là màu xám lông chuột và một bộ là màu trắng. Model là Sony CMT-E300HD, dàn này full chức năng gồm có CD, ngõ ao, ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính, hoạt động ok, FM tần số là 90. Và đặc biệt, phía trong âm ly này có chứa ổ cứng HDD lên tới 80GB, mình có thể lưu được tầm trên dưới 40.000 bài nhạc khác nhau. Thời đại công nghệ 4.0 rồi, xu hướng cập nhật rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau, cả một kho nhạc khổng lồ ở trên YouTube, ở trên mạng và những cái trang nhạc khác. Thì mình có thể dùng USB chép những bài hát đó, mình lưu vào trong ổ cứng HDD của bộ dàn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi vất vả, mình chỉ cần nhấn play ổ cứng HDD là mình có thể giải trí, có thể nghe được những bài hát yêu thích của mình rồi. Không cần tốn kém tiền để mua đĩa rườm rà, cũng không cần lưu trữ những cái đĩa CD. Chỉ cần chép những bài hát yêu thích lưu vào ổ cứng là xong. Hoặc là mình chép đầy ổ cứng, hay là những bài hát này mình không còn thích nữa thì mình chỉ việc xóa rồi mình chép lại những bài hát mới, vô cùng tiện lợi. Bass của lo 12cm, bass giấy, chất giấy, chất lượng âm thanh rất là hay nha. Sony thiên bass nên các bác khỏi lăn tăn về chất lượng âm thanh. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 60cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30m2. Các bác có nhu cầu gắn thêm bằng Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sở nhà thợ gắn Bluetooth cho mình nha. Gắn Bluetooth phía trong âm ly bắt sóng xa hơn nè, chuẩn hơn nè, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng sẽ hay hơn Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Sau khi thợ em gắn Bluetooth xong, mình chỉ việc bật những thiết bị nào có sóng Bluetooth như là điện thoại, laptop, máy tính bảng là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 thì em tư vấn ghi hình ảnh chi tiết và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Chỉ cần cho địa chỉ là hàng sẽ được ship tặng nhà. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000 nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ luôn 100%, bên em sẽ tặng cho mình một cái khiển học, tức là cái remote học. Mình có thể chỉnh được tăng bass, chỉnh được lọc âm equalizer, chỉnh được full chức năng trên dàn. Các bác mua hàng bên em thì hoàn toàn yên tâm nha. Trước khi ship hàng đi, nhân viên của em sẽ test lại hết tất cả các chức năng của bộ dàn, rồi hướng dẫn mình cách chép nhạc và ổ cứng, xóa nhạc trên ổ cứng cũng như là sử dụng cái robot học. Nên sau khi mình nhận được bộ dàn, chỉ cần xem cái lý hướng dẫn là mình có thể sử dụng được tất cả các chức năng trên bộ dàn này rồi. Có tới 3 màu khác nhau, màu xám lông chuột, màu trắng và màu hồng. Có nhiều sự lựa chọn nên mình thoải mái vô tư chọn một bộ dàn theo màu mà mình yêu thích. Full chức năng, lưu trữ được tới 80.000 bài nhạc. Chất lượng âm thanh của Sony thì rất là hay rồi. Nghe nhạc vàng, nhạc sàn, nhạc trẻ, remix, tất cả đều hay. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo nha. Đây, góc cạnh của loa còn tương đối rất là đẹp luôn. Công suất loa thì không ghi trên loa, công suất âm ly là 32W, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Ở phía sau này có cái đốc iPod. Và phía trước là có cái ngõ USB. Cái ngõ USB đó mình dùng để chép nhạc từ trên máy tính, sau đó cắm USB vào và chép nhạc từ USB vào ổ cứng HDD. Hoặc là mình chép nhạc từ CD vào ổ cứng nha, vô cùng tiện lợi. Lưu trữ từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm nọ mà không có sợ bài hát nó mất đi, cũng không có sợ là lưu trữ đĩa CD rườm rà tốn kém. Mình chỉ việc nhắn play ổ cứng là có thể nghe nhạc, có thể giải trí được rồi. Hoặc là mình không thích nữa thì mình xóa vô tư, rất là tiện ích và dễ dàng sử dụng. Mà giá bán của bộ dàn này chỉ có 2 triệu thôi. Em còn tặng thêm mình cái remote để mình chỉnh full chức năng nữa. Tính ra cực kỳ rẻ cho một bộ dàn siêu nhiều chức năng và chất lượng âm thanh hay như vậy rồi. Và tiếp theo đây em sẽ test một đoạn nhạc không lời cho mình tham khảo chất lượng âm thanh. Bass em sẽ tăng nhẹ lên một mức nha. Chỉ có tăng nhẹ một mức rồi, bass ở trên bộ dàn thôi mà âm thanh nó chất lượng hẳn, nó sâu hơn hẳn luôn.
bộ vàng màu xám lông chuột này cho mình tham khảo nha. Ở đây có chữ HDD nè, mình lay ở vị trí này hoặc là chỉnh trên cái remote mà em tặng kèm cho mình vẫn được nha. Mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em.